Kính thưa quý vị, nữ danh ca Cyndi Lauper trong sự hồi hộp nằm trong danh sách giải thưởng Tony lần thứ 67, tin từ New York, Hoa Kỳ. Một danh sách vừa được tiết lộ nhiều tên tuổi nghệ sĩ và tài tử nằm trong danh sách được đề cử giải Tony Award. Nữ danh ca đã đi vào huyền thoại Cyndi Lauper nói rằng cô đã bắt đầu nói nhiều và chia sẻ với bạn bè qua điện thoại sau khi được biết tên của cô nằm trong danh sách được đề cử giải Tony Award lần thứ 67. Cyndi Lauper đã trình diễn xuất sắc trong cuốn phim Kinky Boots. Nam tài tử Star Sense cũng được đề cử chung với Cyndi Lauper. Trả lời đến phóng viên địa phương, danh ca Cyndi Lauper nói rằng bản thân của cô đã không giữ được bình tĩnh sau khi nghe tin tên của cô nằm trong danh sách đề cử. Quá vui mừng, cô vừa nhảy vừa la hét, vừa gọi điện thoại đến tất cả người thân trong gia đình cùng bạn bè, chia sẻ với cô trong niềm vui nằm trong danh sách được đề cử. Song song đó, nam tài tử Star Sense cũng được nằm trong danh sách sẽ được bình chọn ai là diễn viên nam xuất sắc nhất trong giải Tony. Trong một danh sách 12 người được đề cử, một người dân cư ngụ tại thủ đô London nói rằng giải thưởng Tony khác hẳn với giải thưởng Grammy hoặc Oscar tại Hoa Kỳ. Tuy giải này vẫn còn hạn hẹp về số lượng người xem, nhưng trên thực tế, bất cứ một danh ca, tài tử hoặc một nhà đạo diễn nào nằm trong danh sách được đề cử thì đó là một niềm hãnh diện. Vì giải Tony Award rất đặc biệt và mang nhiều ấn tượng về giá trị nghệ thuật âm nhạc và điện ảnh. Giải Tony Award sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 tại trung tâm Radio City Music Hall của thành phố New York.